Cư dân mạng phát hiện sự thật về con trai của Lâm Chính Khang. Thời gian gần đây, Lâm Chính Khang thường xuyên khoe ảnh vợ sắp cưới và hai cậu con trai khiến nhiều người bất ngờ. Vào đầu tháng 1 2019, Lâm Chính Khang gây chú ý khi cầu hôn bạn gái 17 năm Kim Yoon Si bằng những kim cương và sễ hộp tiền tỷ. Không lâu sau đó, Lâm Chính Khang và vợ gây bất ngờ khi hé lộ hình ảnh của hai con trai. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc không rõ đây là con trai ruột hay con nuôi của Lâm Chính Khang. Mới đây, con trai đầu của Lâm Chính Khang có tên gọi thân mật ở nhà là Ken đã đăng tải clip đi chơi cùng em trai và bố mẹ. Cậu bé chia sẻ, buổi tối tình yêu cùng ba mẹ và em trai, con cảm ơn ba mẹ đã dẫn anh em con đi chơi mà ba mẹ không bỏ anh em con đi riêng. Con và em vui lắm, con chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc, anh em con yêu ba mẹ nhiều. Một cư dân mạng hỏi Kim Jun Si, bằng cách nào nắng ra được hai hot boy, y khuôn hai vợ chồng vậy trời, cái miệng cậu em trai y hệt mẹ, không lệch ly nào. Vợ sắp cưới của nam ca sĩ chia sẻ, chị không hiểu sao thằng giống mẹ, thằng giống ba nữa đó em, mà tính tình ăn uống cũng giống nữa, thấy mắc cười lắm em, như bản sao ý. Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện một điều là con trai đầu của Lâm Chính Khang có tên là Trần Gia Phúc. Trong khi đó, nam ca sĩ tên thật là Bùi Thái Châu, Kim Yoon Si là Trần Thị Thùy Dung. Như vậy, con trai mang họ của mẹ. Có thể, trước đây, Lâm Chính Khang và bạn gái muốn giấu chuyện có con và tránh bị soi mói của dư luận nên đã quyết định để con trai theo họ mẹ. Kim Yoon Si, bạn gái Lâm Chính Khang là ai? Kim Yoon Si Trần Thị Thùy Dung là người yêu của Lâm Chính Khang suốt 17 năm, từng góp mặt trong nhiều bộ phim ca nhạc của bạn trai. Sáng qua ngày 3 tháng 1, Lâm Chính Khang bất ngờ tặng xe và cầu hôn bạn gái 17 năm Kim Yoon Si Trần Thị Thùy Dung. Màn cầu hôn diễn ra vô cùng lãng mạn trong không gian tinh tế với tông màu chủ đạo trắng và hồng khiến hot girl Sài Thành xúc động và nhận lời. Đặc biệt, không chỉ người trong cuộc dân tràn hạnh phúc mà khán giả cũng rất ngưỡng mộ bởi sau 17 năm bên nhau, vượt qua mọi thăng trầm, cuối cùng họ đã có một kết thúc viên mãn. Niềm mong mỏi bấy lâu thành hiện thực khiến cô vô cùng hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Kim Yoon Si chia sẻ, đến bây giờ em không tin được vào mắt mình và cứ nghĩ mình đang nằm mơ, một giấc mơ mà chỉ trong truyện cổ tích mới có. Cảm ơn chồng đã dành tất cả những điều tốt đẹp cho em. Không gì là không thể, 17 năm cuối cùng ước mơ cũng trở thành sự thật, cảm xúc bây giờ cứ như lâng lâng khó tả. Kim Yoon Si, tên thật là Trần Thị Thùy Dung, sinh năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh, mang hai dòng máu Việt Hàn. Cô là ca sĩ, diễn viên tại công ty của Lâm Chính Khang. Cô được yêu thích qua các bài hát Phận Bèo Trôi, Cái Xác Không Hồn, Quên Anh Trong Từng Cơn Đau. Kim Yoon Si từng xuất hiện trong nhiều bộ phim ca nhạc của Lâm Chính Khang như Sóng Gió Học Đường, Sóng Gió Nhân Tâm, Sóng Gió Truyền Kiếp, Tân Người Trong Giang Hồ. Với khuôn mặt sáng cùng chất giọng tốt và khả năng diễn xuất ổn, cô nhận được sự yêu thích của khá đông đảo khán giả. Ngoài nghệ thuật, Kim Yoon Si còn đang kinh doanh thời trang với những mẫu do cô tự thiết kế và buôn bán mỹ phẩm. Chân dung người vợ xinh đẹp của ca sĩ Lâm Hùng. Vợ của ca sĩ Lâm Hùng vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô còn thuộc tiếp người không thích trường diện, khoe khoang như nhiều người phụ nữ khác khiến nam ca sĩ càng thêm yêu quý. Vào những năm 2000, Lâm Hùng là một trong những ca sĩ rất nổi tiếng và được xem là ca sĩ đệ nhất miền Tây. Tuy nhiên sau scandal tình cảm, Lâm Hùng lại mất hút một thời gian dài. Vua nhạc miền Tây Lâm Hùng bí mật kết hôn sau khi mẹ anh mất được 2 năm. Nam ca sĩ chưa từng khoe vợ với khán giả và giới truyền thông. Tuy nhiên, trong những bài phỏng vấn, anh không hề giấu giếm chuyện đã kết hôn. Nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ về bà xã. Lần đầu gặp, tôi đã bị chinh phục bởi vẻ tự nhiên không chải chuốt của bà xã. Thời gian đầu theo đuổi thì vợ tôi làm ngơ với tôi, vì cô ấy nghĩ ca sĩ rất đào hoa. Cô ấy càng làm ngơ, tôi càng chai mặt theo. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy sự chai mặt của mình là xứng đáng. Bà xã Lâm Hùng tên thật là Phan Khánh Ngọc. Cô sinh cho Lâm Hùng hai cô con gái và một cậu con trai. Bà xã Lâm Hùng sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Dù không hoạt động giải trí nhưng cô rất xinh đẹp và cô nhỏ hơn anh khá nhiều tuổi. Cô chủ yếu chăm con và bán hàng online. Cô cũng không xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện giải trí. Lâm Hùng cho biết,
Anh vẫn để vợ con ở Đà Lạt sống cùng bố mẹ vợ vì nhà rất neo người. Hơn nữa anh thường xuyên đi diễn xa nhà, để vợ con ở Sài Gòn anh không yên tâm. Lâm Hùng rất mãn nguyện khi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh tự nhủ không bao giờ được làm bà xã buồn vì cô quá hiền. Dù giận dỗi cách mấy cũng không hề nặng lời với chồng hay có hành động không đẹp. Điều đó càng làm Lâm Hùng thêm trân trọng. Ca sĩ Lâm Hùng lần đầu lên tiếng về scandal lừa tình lừa tiền fan nữ. Sau gần 13 năm, kể từ ngày vướng ồn ào lừa tình lừa tiền fan nữ, khiến danh tiếng hình tượng bị sụp đổ. Mới đây nam ca sĩ Lâm Hùng đã lần đầu trải lòng về những chuyện đã qua trong quá khứ. Người từng được gắn với nhiều biệt danh như giọng ca huyền thoại miền Tây, ngôi sao miền Tây. Lâm Hùng cho biết, ngày đó anh sống bốc đồng, bất cần và xa lầy vào cám dỗ vì nổi tiếng quá sớm. Kể cả khi sự việc ồn ào trên mặt báo, Lâm Hùng cũng không quan tâm vì sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả dành cho anh không hề suy giảm. Mãi đến nhiều năm sau, khi tôi có gia đình, mạng xã hội phát triển và câu chuyện của tôi nhiều lần được chia sẻ lại trên mặt báo, tôi mới thấm thía thế nào gọi là thị phi, là scandal làm sụp đổ danh tiếng. Sau nhiều năm ca hát và trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, Lâm Hùng nghĩ đã đến lúc nên làm một thứ gì đó đặc biệt và xem như là dấu mốc của bản thân. Đó là lý do anh chi hơn 2,5 tỷ đồng để thực hiện album 100 tình khúc để đời. Với số tiền lớn như vậy, anh biết khả năng thu hồi vốn là điều không thể, nhưng anh chấp nhận đầu tư để thỏa niềm đam mê của mình. Sau khi mẹ anh qua đời vào năm 2006, Lâm Hùng gần như buông xuôi tất cả. Công việc kinh doanh bất động sản của anh cũng gặp nhiều khó khăn và thua lỗ gần 20 tỷ đồng. Lúc đó anh chỉ biết cắm đầu đi hát mỗi đêm để kiếm tiền chi trả các chi phí. Hầu như không còn tâm trạng nhiệt huyết để làm bất cứ điều gì hay ra sản phẩm âm nhạc mới. Nhiều chuyện xui rủi cứ thế xảy ra khiến Lâm Hùng trượt dài trên con đường nghệ thuật của mình. Phải mất nhiều năm, Lâm Hùng mới trả hết các khoản nợ và bắt đầu lại mọi thứ. Giờ trở lại làng nhạc, anh có cảm giác như mình là một ca sĩ mới tanh vừa chập chững đi hát và dấn thân vào showbiz vậy. Khi sự nghiệp bị xuống dốc, Lâm Hùng bị rất nhiều người quay lưng và xem thường mình. Khi anh đóng phim thì họ bỏ dự án của anh. Đi diễn thì bị cắt tiết mục vào phút chót mà chỉ biết cắm mức cam chịu. Trong đó có không ít bầu show, đoàn diễn mà anh đã hết mình hỗ trợ trong suốt thời gian còn trên đỉnh cao. Nhưng đời là vậy, nếu có thể quay ngược thời gian thì anh ước gì ngày đó mình biết trân trọng từng khoảnh khắc ngày tháng nổi tiếng để không phải hối tiếc như bây giờ. Tuy nói qua thời kỳ đỉnh cao sau khi mẹ qua đời, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính scandal lừa tình lừa tiền có con với fan cách đây 13 năm mới là lý do khiến sự nghiệp và hình ảnh của Lâm Hùng sụp đổ. Đối với anh, ồn ào ngày đó là một bài học đắt giá mà anh không thể quên được. Dù đã qua nhiều năm, nhưng anh vẫn có chút khó chịu mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó anh còn quá trẻ, quá sốc nổi vì sự nổi tiếng đến với mình quá sớm. Cũng vì xa lầy vào danh vọng, nên ngày đó anh đã không vượt qua được cám dỗ cạm bẫy của showbiz. Bây giờ nghĩ lại, anh không ghét những người đã hại mình, mà chỉ xem đó là một bài học để bản thân sống tốt hơn và không bao giờ xa lầy vào một lần nào nữa. Những năm đó báo mạng chưa phổ biến như bây giờ, anh cũng không biết sử dụng internet nên không rõ dư luận bàn tán thế nào về mình. Lúc đó anh sống bất cần, ai nói gì thì nói, anh vẫn cứ đi hát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi đêm khi bước lên sân khấu, hàng ngàn khán giả vẫn hò reo cổ vũ cho anh rất cuồng nhiệt. Mãi đến nhiều năm sau, khi anh có gia đình, mạng xã hội phát triển và câu chuyện của anh nhiều lần được chia sẻ lại trên mặt báo. Hiện tại, nam ca sĩ Lâm Hùng đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba con trai, có nhà vườn cực rộng và khối tài sản khá lớn sau nhiều năm chật vật vì scandal nợ nần. Bà xã của ca sĩ Lâm Hùng chưa bao giờ để tâm về quá khứ của anh. Đó là lý do khiến anh thương và cưới cô ấy làm vợ. Trong mắt anh, cô ấy là mẫu phụ nữ ít nói, ngoan hiền và luôn yêu thương gia đình hết mực. Cuộc sống, tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp cô ấy. Từ một kẻ bốc đồng, ngạo mạn vì được nổi tiếng quá sớm, Lâm Hùng dần trở nên trầm tính hơn, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn khi ở bên bà xã. Anh đã từ bỏ tất cả những tật xấu như hút thuốc, rượu bia, cờ bạc. Thay vào đó, mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng sống tốt để trở thành người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Lâm Hùng chia sẻ, vợ chồng tôi đang có một mái ấm rất hạnh phúc, có tới ba nhóc tì lém lĩnh. Và đây là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng, mãn nguyện nhất ở thời điểm hiện tại.
Lâm Vũ hạnh phúc đón con gái đầu lòng ở Mỹ sau 5 tháng kết hôn. Nam ca sĩ và bà xã Việt Kiều vừa đón con gái đầu lòng vào ngày 27 tháng 10. Lâm Vũ đã tạm dừng công việc để chăm sóc vợ con. Người đại diện của ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ, nam ca sĩ đã có con ở tuổi 39 nên vô cùng hạnh phúc. Vợ anh, người đẹp Huỳnh Tiên nhập viện và vượt cạn thành công vào ngày 27 tháng 10 tại một bệnh viện ở Mỹ. Em bé nặng 3,1 kg và được ba mẹ đặt tên là Alexandra Nguyễn. Lâm Vũ kể vợ anh sinh sớm 2 tuần so với dự kiến, khi nhận thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ lúc 6 giờ ngày 27 tháng 10 giờ địa phương, anh vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Từ khi vợ tôi nhập viện đến lúc sinh mất 1 tiếng, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh nên không có gì vui hơn. Bé có đôi mắt giống bố và mái tóc dày giống mẹ, anh nói. Anh xúc động khi nhắc đến con gái, chứng kiến vợ đau đớn lúc vượt cạn, tự tay cắt dây rốn thay tã cho con, đã gieo vào lòng tôi những cảm xúc thật khó tả. Trước đây tôi không thể dậy sớm, nhưng bây giờ mỗi ngày đều dậy đưa con gái tắm nắng. Anh cho hay trong suốt thời gian bà xã mang thai, mình đã chăm sóc vợ chu đáo và tỉ mỉ. Anh hạn chế chạy show để ở bên cạnh động viên quan tâm vợ, còn Huỳnh Tiên vẫn làm việc đến ngày gần sinh. Nam ca sĩ dự định khi về Việt Nam sẽ phát hành album mới như một món quà dành tặng cho cô công chúa. Trước đó, công chúng bất ngờ trước thông tin Lâm Vũ kết hôn với vợ Việt Kiều sau 4 tháng quen. Lúc đó, cô dâu cũng mang thai ở tháng thứ tư. Ca sĩ sinh năm 1979 khẳng định không cưới chạy bầu, mà hôn lễ đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ trước. Anh cho rằng, thời gian không nói lên điều gì trong tình yêu. Chúng tôi gặp nhau khi đều độc thân, mọi thứ đều ổn, đối đãi với nhau tử tế thì tiến tới hôn nhân. Huỳnh Tiên là cô gái biết sống, biết điều. Nghề nghiệp của tôi là đi sớm về khuya, đi lại nhiều nhưng cô ấy hiểu công việc, biết quan tâm đến những người xung quanh tôi. Chính điều này khiến tôi rung động. Anh trả lời trước thắc mắc về việc yêu nhanh và cưới vợ gấp.